Xin chào mừng các bạn đến với khoa học lập trình React JS chuyên sâu. Thì đầu tiên thì tôi xin giới thiệu, tôi là Mẫn Nguyễn. Thì đây là cái video đầu tiên thì tôi xin giới thiệu đến các bạn cái khoa học lập trình React JS chuyên sâu với lại Bootstrap, Master UI vân vân. Thì trong cái video này thì tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn là tổng quan về cái khoa học này, rồi tổng quan về các công nghệ phát triển web ở phía phong nền này, rồi theo là tổng quan về công nghệ React, về React là gì, rồi tại sao chúng ta nên học React này. Rồi theo tôi sẽ giới thiệu đến các bạn các kiến thức mà các bạn sẽ được học khi mà tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đầu tiên thì tôi xin giới thiệu cho các bạn tổng quan về cái công nghệ phát triển ứng dụng web. Thì về phát triển web ở phía phong nền thì đầu tiên thì chúng ta cần phải có kiến thức về làm giao diện, như là kiến thức về các ngôn ngữ như là HTML này, CSS này, rồi JavaScript này. Rồi để xử lý về cái logic ở phía phong nền thì hiện nay thì có ba cái công nghệ phổ biến nhất là công nghệ Angular này, React này, Vue này. Thì hiện nay thì thằng React thì nó là cái công nghệ mà phổ biến và mạnh mẽ nhất để mà phát triển ứng dụng web ở phía phong nền. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ gọi là Google Trends để mà so sánh ba cái công nghệ là Angular, React và Vue. Thì chẳng hạn như là tôi có một cái công cụ Google Trends của thằng Google như vậy, và tôi sẽ vô cái menu khám phá này. Bây giờ tôi sẽ nhập cái mấy từ khóa để mà tôi so sánh ở đây này. Chẳng hạn như tôi sẽ nhập vô là Angular.js chẳng hạn. Rồi theo thì tôi click vô cái so sánh này này, tôi sẽ nhập thêm cái từ khóa là React.js chẳng hạn. Rồi theo tôi sẽ nhập thêm một cái từ khóa nữa là Vue.js chẳng hạn. Rồi theo thì ở cái phần tùy chọn chọn thời gian này thì tôi sẽ chọn một cái thời gian khác này. Tôi sẽ chọn một cái thời gian tùy chỉnh đi. Chẳng hạn này tôi sẽ chọn từ 2015 trở lại đây đi. Click cho OK này. Thì các bạn để ý là ở cái thằng Angular.js thì ở năm 2015 thì nó được phổ biến nhất này. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện tại thì thằng Angular.js thì nó được ít quan tâm nhất này. Đó. Còn thằng React thì các bạn thấy là từ năm 2015 thì nó tăng dần đều qua thời gian này. Và hiện nay thì thằng React thì nó đã bỏ xa hai cái thằng là Angular.js và Vue.js này. Rồi ngoài ra thì còn một cái công cụ khác nữa là cái công cụ npm trend. Thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn sử dụng cái công cụ này để mà test, để so sánh ba cái công nghệ Angular, React và Vue này. Thì tôi sẽ search npm trend này. Đây tôi sẽ vô cái trang npmtrend.com để tìm hiểu này. Thì phổ biến nhất là so sánh ba cái công cụ gọi là Angular, React và Vue. Thì ở đây thì nó có cái phần popular search này, thì tôi sẽ chọn vô cái tùy chọn này luôn này. Rồi theo thì ở cái phần khoảng thời gian này này thì tôi sẽ trên lại cái khoảng thời gian là khoảng 5 năm đi. Đó thì khoảng thời gian 5 năm thì các bạn thấy là cái thằng React là cái thằng có cái đường biểu đồ là cái đường màu cam này này, thì các bạn thấy là nó cứ tăng dần đều qua thời gian này. Còn hai thằng Angular là cái thằng màu xanh dương này này. Đó thì các bạn thấy là hiện nay thì họ rất ít quan tâm đến cái công nghệ Angular này nữa này. Rồi cái thằng Vue này, thằng Vue là cái thằng màu xanh lá cây này này. Đó thì các bạn thấy là nó cũng có tăng nhưng mà nó tăng chậm hơn so với lại thằng React. Đó thì đây là hai công cụ mà tôi hướng dẫn cho các bạn để mà kiểm tra cái so sánh cái độ phổ biến của ba cái công nghệ này. Thì các bạn thấy là thằng React thì bây giờ nó đã bỏ xa hai cái công nghệ khác là Angular và Vue. Thì đây là cái lý do là các bạn nên lựa chọn React để mà học. Vì các bạn nên lựa chọn cái công nghệ mà nó phổ biến nhất để mà học. Ví dụ như là mai mốt các bạn chẳng hạn khi đi làm, chẳng hạn như là các bạn dễ dàng để mà xin việc, rồi chẳng hạn như là các bạn muốn nhảy việc nó cũng dễ dàng hơn. Tại vì thằng React thì bây giờ nó có rất là nhiều cái công ty ở Việt Nam người ta lựa chọn để mà sử dụng, để mà phát triển ứng dụng. Rồi tiếp theo tôi sẽ đi giới thiệu cho các bạn về React là gì. Thì để tìm hiểu React là gì thì các bạn hãy đi vô cái trang chủ của cái công nghệ React để tìm hiểu. Thì cái trang chủ hiện nay của React là react.dev. Thì React thì nó là một cái thư viện để cho chúng ta phát triển các ứng dụng web và các ứng dụng native. Native tức là những cái ứng dụng cho mobile. Thì các bạn hãy vô cái trang chủ hiện tại của cái công nghệ React là react.dev để tìm hiểu này. Đó. Ngoài ra thì cái trang chủ trước kia của React là react.js.org. Thì các bạn nếu mà các bạn search ở trên Google là react.js.org. Rồi các bạn nhấn Enter thì nó sẽ tự động điều hướng chuyển hướng cho các bạn về cái trang gọi là chủ hiện tại của nó là react.dev.
thì cái data, cái content của cái trang dx.org thì bây giờ nó chuyển về cái trang gọi là trang negocy.dx.org. Đó thì ở trong cái trang negocy.dx.org thì các bạn thấy là nó giới thiệu là cái dx thì nó là một cái thư viện JavaScript để mà xây dựng cái trang giao diện người dùng. Thì trong cái khóa học này thì tôi sẽ dùng hai cái trang gọi là dx.dev và negocy.dx.org để mà làm tài liệu để mà hướng dẫn cho các bạn học cái khóa học này. Rồi, tiếp theo thì tôi xin giới thiệu đến các bạn về các nội dung mà các bạn sẽ được học ở trong cái khóa học này của tôi. Thì ở trong khóa học này thì tôi sẽ xây dựng cái khóa học này bao gồm nhiều chương, thì mỗi chương thì nó sẽ tập trung vào một cái chủ đề nào đó. Thì ví dụ như là chương 1 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho bạn về React và tôi sẽ đi hướng dẫn cho bạn cài đặt môi trường rồi cài đặt các công cụ để mà cần thiết để mà có thể học được cái khóa học này. Tiếp theo ở chương 2 thì tôi sẽ đi giới thiệu cho bạn về các main concept ở trong React, tức là những cái khái niệm chính rồi hoặc là những cái thuật ngữ mà người ta sử dụng ở trong React. Rồi theo là chương 3, tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là sử dụng là CSS này, rồi tích hợp các thư viện như là Bootstrap, Matplotlib, Icon vân vân. Rồi theo là chương 5 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn làm cái phần routing, tức là làm cái phần điều hướng chuyển trang ở trong cái ứng dụng React. Rồi theo ở chương 5, thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn sử dụng React Hook, thì React Hook là các tính năng mới của React. Rồi theo thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là các kiến thức nâng cao hơn như là ở chương 6 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là làm việc với lại REST API này, rồi xử lý với lại form này. Rồi theo ở chương 8 thì tôi sẽ đi hướng dẫn các bạn là tích hợp cái thư viện Redux do React này, và sau đó là tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là sử dụng Redux để làm một số cái tính năng nâng cao mà nó phổ biến ở một cái project thực tế. Rồi theo là các chương còn lại thì tôi sẽ đi hướng dẫn cho các bạn là một số kiến thức khác này. Rồi ngoài ra thì ở trong tương lai nếu mà thằng công nghệ React này á, nó có một số cái cập nhật mới về các công nghệ mới của nó thì tôi sẽ có thể tạo ra một số cái chương khác ở bên dưới và tôi sẽ có những cái bài học gọi là update thêm. Rồi ngoài ra thì tôi xin nói thêm cho các bạn về một số cái yêu cầu mà các bạn cần phải có để mà tham gia vào cái khóa học này của tôi. Thì cái khóa học này của tôi thì nếu mà các bạn nào đã có ý thức về các ngôn ngữ như là HTML, CSS, JavaScript dạng cơ bản thì các bạn có thể tham gia vào cái khóa học này của tôi. Hoặc là một số bạn đã có kiến thức cơ bản về React thì các bạn cũng có thể tham gia vào cái khóa học này của tôi để học thêm một số cái kiến thức khác, vân vân. Rồi theo thì ở trong cái khóa học này của tôi thì tôi xây dựng theo một cái phương pháp gọi là cái phương pháp học đi đôi với hành. Đó thì tôi có cái phương pháp gọi là đào tạo lập trình viên vững lý thuyết giỏi thực hành. Thì trong các buổi hướng dẫn thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cả về lý thuyết và cả thực hành, chứ tôi không có hướng dẫn các bạn chỉ có là hướng dẫn về lý thuyết suông thôi. Đó thì khi mà đi làm thực tế thì các bạn cần phải có cả hai kiến thức về lý thuyết và thực hành để mà áp dụng được liền. Đó thì đây là cái video giới thiệu về cái khóa học này. Thì nếu mà các bạn nào mà thấy cái khóa học này phù hợp với cái nhu cầu của các bạn thì các bạn thể đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Rồi ngoài ra thì nếu mà các bạn nào muốn tham gia vào cái khóa học này của tôi thì cái khóa học này của tôi thì tôi cũng đã up lên cái trang gọi là trang Udemy, thì các bạn hãy vô cái trang Udemy này và các bạn search ở trong cái ô tìm kiếm này là search là Mẫn Nguyễn chẳng hạn. Đó thì ở đây thì tôi có cái khóa học gọi là khóa học lập trình React.js chuyên sâu với lại Bootstrap Matplotlib này, thì các bạn hãy click cho cái link của cái khóa học này. Rồi tiếp theo thì cái khóa học này khi mà mới up lên cái trang Udemy này thì ở thời gian đầu thì tôi sẽ tạo ra một cái mã giảm giá, mã khuyến mãi và tôi sẽ truyền cái mã giảm giá này vô một cái link và cái link tới khóa học này thì tôi sẽ kèm theo một cái mã giảm giá và tôi sẽ để cái link này ở cái phần mô tả của cái video này. Thì cái video này tôi sẽ up lên YouTube, thì nếu mà các bạn nào xem được cái video này của tôi thì các bạn có thể click cho cái link ở cái phần mô tả và các bạn mua cái khóa học này của tôi thì các bạn sẽ được hưởng những cái ưu đãi về cái mã giảm giá này. Đó thì nếu mà các bạn nào thấy cái khóa học này phù hợp với cái nhu cầu của các bạn thì các bạn hãy đăng ký và tham gia vào cái khóa học này của tôi. Đó thì tôi xin tạm dừng video hướng dẫn của tôi tại đây. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.